Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho hay vì sao triều cường ở thành phố Sài Gòn đã liên tục dâng cao. Truyền thông trong nước hôm 3 tháng 10 năm 2019 loan tin, từ nay cho đến cuối năm, Sài Gòn sẽ gặp nhiều đợt triều cường cao hơn mốc kỷ lục 1,8 mét, nguyên nhân là biến đổi khí hậu và sụt lún nền đất. Các chuyên gia khí tượng cho rằng hơn một tuần nay, gió chướng hoạt động mạnh khiến cho mực nước tại các cửa sông dâng cao đúng vào lúc triều cường lên, nên đỉnh triều mới cao như vậy. Còn nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng này là do tình trạng nền đất Nam Bộ nói chung và thành phố Sài Gòn nói riêng đang bị sụt lún do hệ quả của việc bê tông hóa và khai thác nước ngầm quá mức. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng là lý do khiến cho mực nước biển dâng lên đáng kể. Cụ thể, từ năm 99 cho đến nay, xu thế triều cường tăng cao liên tục, đỉnh triều lịch sử luôn bị phá vỡ, hầu như năm sau lại cao hơn năm trước. Và năm nay triều cường đã xác lập kỷ lục mới, đó là 1,8 mét. Tuy nhiên đây chưa phải là đợt triều cường cao nhất, bởi từ nay cho đến cuối năm vẫn còn 5 lần triều cường lớn. Trong đó ít nhất là từ 1 cho đến 2 đợt đỉnh triều có thể chạm hoặc phá kỷ lục vừa thiết lập. Số lượng ma túy phát hiện tại thành phố Sài Gòn nhiều gấp 10 lần năm trước. Vào chiều ngày 3 tháng 10, Công an ở thành phố Sài Gòn cho biết, trong số 1.278 vụ án khám phá được trong thời gian vừa qua, có 4 vụ rất lớn, với mỗi vụ thu giữ lên đến 1,1 tấn ma túy đá, nhiều gấp 10 lần so với năm trước. Tin cho hay, nguồn ma túy từ Tam Giác Vàng Myanmar được đưa vào Việt Nam thông qua việc xuất nhập cảng từ Lào, Thái Lan và Campuchia. Sau khi mang qua các tỉnh giáp ranh của Việt Nam, ma túy được chuyển đến các công ty bình phong tại vùng ven của thành phố Sài Gòn. Sau đó được chèn vào các container hàng hóa để xuất đi các nước thứ ba như Philippines, Đài Loan, Trung Cộng bằng đường biển. Một phần trong số đó được bán cho người nghiện trong nước. Nhóm tội phạm thường là người Trung Cộng cấu kết với người trong nước. Ngoài ra, lực lượng hải quan cũng bắt được nhiều vụ vận chuyển cocaine từ châu Mỹ và châu Âu về thành phố Sài Gòn dưới dạng quà biếu gửi qua đường hàng không. Thưa quý vị, Hà Nội tiến hành việc cấm hút thuốc lá tại các điểm du lịch. Truyền thông trong nước vào chiều ngày 2 tháng 10 cho hay, du khách cho đến 30 điểm văn hóa du lịch nổi tiếng của Hà Nội như nhà thờ lớn, nhà hát lớn, nhà tù Hỏa Lò, trung tâm giao lưu phố cổ, đền Ngọc Sơn và một số địa điểm khác sẽ tuyệt đối không được hút thuốc lá theo cam kết của ban quản lý các điểm này. Đây là 30 điểm văn hóa và du lịch đầu tiên trong tổng số 150 điểm văn hóa di tích thuộc quận Hoàn Kiếm thực hiện vào mô hình này. Bên cạnh đó, chính quyền sở tại cũng phấn đấu có thêm khoảng 30 nhà hàng, khách sạn được gắn biển nhà hàng, khách sạn an toàn thực phẩm và không khói thuốc. Đi song song với việc cam kết này, phải kể đến các biện pháp xử phạt người vi phạm mà giới hữu trách cho rằng việc này rất khó thực hiện. Bởi các địa điểm du lịch là nơi kinh doanh dịch vụ, nên đôi khi các biện pháp xử phạt phải làm sao để tránh gây phiền toái cho du khách. Liên quan đến vấn đề này, giới hữu trách cho hay họ không đặt nặng chuyện xử phạt mà chỉ chú trọng vào cảnh báo và nhắc nhở. Hàng loạt các bảng hiệu kinh doanh sai quy định đã được phát hiện tại Đà Nẵng. Vào tối ngày 2 tháng 10, giới hữu trách của thành phố Đà Nẵng cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của quận này đã vừa làm việc với 25 chủ cơ sở đặt bảng hiệu quảng cáo sai quy định tại khu vực trên. Tin cho hay, từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tiến hành tổng kiểm tra các nhà hàng, khách sạn dọc tuyến đường du lịch Hồ Xuân Hương và Võ Nguyên Giáp. Đây được cho là hai tuyến đường chủ lực của thành phố Đà Nẵng, tập trung rất đông các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ nhà hàng cũng như cửa hàng mua sắm. Hầu hết các cơ sở này phục vụ đối tượng là người Trung Cộng và Nam Hàn, nên biển hiệu quảng cáo ở đây đều sử dụng song ngữ. Trong đó, nhiều trường hợp, chủ cơ sở đã cố tình không tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo, như để nội dung tiếng nước ngoài ở trên tiếng Việt hoặc trình bày kích thước tiếng nước ngoài to hơn tiếng Việt. Hà Nội đưa xe bus điện vào hoạt động từ năm 2021. Đó là phát biểu của người đứng đầu thành phố Hà Nội đưa ra vào hôm 2 tháng 10 trong cuộc họp về phát triển phương tiện vận tải công cộng tại khu vực trung tâm thành phố này. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng trung tâm điều hành giao thông,
bao gồm xe bus, xe cứu nạn, bãi đậu xe và đường sắt đô thị để đưa vào vận hành trước tháng 6 năm 2020. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tập trung phát triển mạng lưới xe bus và phấn đấu cho đến năm 2025 sẽ đưa xe bus vào hoạt động, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng xe bus trong sinh hoạt thường ngày. Về mạng lưới xe, chính quyền Hà Nội sẽ hoàn thành việc mở thêm 20 tuyến mới trong năm nay và thêm 25 tuyến trong năm 2020. Các tuyến xe bus mới sẽ góp phần mở rộng các tuyến đường đến các khu vực ngoại thành, các trung tâm phát sinh nhu cầu như đô thị mới, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và du lịch. Thưa quý vị, người dân vô tư ngồi ăn uống, mặc cho đường dây điện lộ thiên ngay dưới chân mình. Tối ngày 2 tháng 10, phố đêm Cao Thắng ở thành phố Vinh đã chính thức hoạt động. Hàng ngàn người dân tại thành phố Vinh và các địa phương lân cận đã tới khu phố đêm đầu tiên này ở Nghệ An để tham quan, vui chơi và mua sắm. Theo ban tổ chức, thì sau một tuần tiến hành thử nghiệm các gian hàng mua bán tại đây, phố đêm Cao Thắng đã thu hút hơn 100 gian hàng ghi danh tham gia. Dọc theo phố Cao Thắng dài hơn 500 mét, nối liền từ ngã tư Bixi Vinh đến chợ Vinh, ban tổ chức đã sắp xếp các gian hàng thành hai khu vực, bao gồm gian hàng thời trang, đồ lưu niệm, các đặc sản địa phương và khu vực các gian hàng ăn uống, ẩm thực đường phố. Tuy nhiên, theo phản ánh của những người đến tham quan, thì chỗ ngồi ăn uống tại đây rất nguy hiểm liên quan đến vấn đề đường dây điện. Theo ghi nhận, thì tại khu hàng ăn uống, nhiều người lớn và trẻ con vô tư ngồi ăn uống ngay trên đường dây điện chạy chằng chịt ở các giữa các quầy hàng. Khung cảnh hỗn độn của phố đêm ở Vinh trong ngày khai trương. Cũng liên quan đến dòng tin trên, lượng người đổ về phố đêm Cao Thắng ở thành phố Vinh quá đông đã gây nên cảnh chen chúc, cùng với đó là cảnh rác thải trong khu vực bán hàng ăn vặt. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên khai trương ở các gian hàng ăn uống nêu trên, thì khách hàng phải ngồi chung với đống rác dưới gầm bàn để ngồi ăn, và mặc dù chưa hết giờ hoạt động, nhưng 20 thùng rác đựng dọc hai bên đường đã quá tải. Ước tính đêm ngày 2 tháng 10 có khoảng 10.000 người đã đổ về khu vực này. Tin cho hay sau tuần lễ khai trương thì phố đêm sẽ hoạt động vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, thời gian từ 6 giờ rưỡi tối cho đến 10 giờ rưỡi tối. Đại diện thành phố Vinh cho biết hy vọng phố đêm này sẽ trở thành con phố văn minh với lối ứng xử của người bán hàng nhã nhặn, không đeo bám, không chèo kéo khách. Hàng hóa bán ra phải bảo đảm chất lượng và đúng giá. Chính quyền sở tại cũng kỳ vọng phố đêm nêu trên sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến với Nghệ An. Được biết, sau phố đêm Cao Thắng, thành phố Vinh đang tiến hành xây dựng thêm những con phố đi bộ giống như mô hình tại thành phố Sài Gòn. Thêm một trường hợp nguy hiểm đáng báo động tại các thẩm mỹ viện không phép. Thưa quý vị, sau gần 5 tiếng đồng hồ thực hiện các thủ thuật hút mỡ tại thẩm mỹ viện quốc tế Thúy Anh có địa chỉ tại đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội, một nữ bệnh nhân thấy mệt dần và ngất xỉu. Sau hai lần ngất đi rồi tỉnh lại, nữ bệnh nhân vẫn được giữ lại thẩm mỹ viện này để hồi sức. Và chỉ đến lần thứ ba, cũng đồng thời là lúc không có mặt bác sĩ tại đây, bệnh nhân trên mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Vậy là mặc dù bệnh nhân có dấu hiệu ngất xỉu sau khi thực hiện thẩm mỹ từ khoảng 5 giờ chiều cho tới 1 giờ đêm, khi bệnh nhân trở nặng thì mới được nhân viên nơi đây gọi taxi chuyển đi cấp cứu. Bệnh viện nơi cấp cứu cho người phụ nữ trên cho hay, bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thuốc tê và rối loạn tuần hoàn não sau khi thực hiện thủ thuật hút mỡ bụng và tay, sau đó dùng mỡ tự thân này tiêm để nâng ngực. Sau khi tiến hành kiểm tra, giới hữu trách cho biết thẩm mỹ viện trên hoạt động từ tháng 4. Trong giấy phép kinh doanh có ghi, thẩm mỹ viện này được tiến hành các hoạt động như chăm sóc da, làm đẹp cá nhân, phun xăm thẩm mỹ, cắt tóc, gội đầu, sơn sửa móng chân và mua bán mỹ phẩm. Như vậy, việc hút mỡ và nâng ngực tại đây là trái phép. Được biết trước đó, ngày 19 tháng 9, thẩm mỹ viện này cũng đã bị phạt 17,5 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai trên Facebook và trên các trang web quảng cáo. Tin từ Đà Nẵng cho biết một nam công nhân đã gặp nguy kịch vì thanh sắt rơi trúng người. Chiều ngày 3 tháng 10, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình thi công trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, khiến cho một công nhân gặp nguy kịch. Nạn nhân được xác nhận có tên là Lê Thi, sinh năm 1967, ngụ ở tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, là công nhân làm việc tại công trình này. Tin cho hay vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, một thanh sắt từ trên cao bất ngờ rơi trúng phần bụng của người này. Ngay sau khi sự việc xảy ra,
người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng liền có mặt tại hiện trường để ghi nhận và lập biên bản sự việc. Một số người dân cho biết, sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, một công nhân đã xé phần bản vẽ thi công chung của công trình được treo ngay phía trước. Hiện nay, cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ vụ việc. Người đàn ông bị bắt quả tang đang xâm hại bé 3 tuổi. Nghe tiếng con khóc trong nhà của người hàng xóm đang khóa trái cửa, cha mẹ của đứa trẻ lo lắng nên trèo tường vào. Công an ở thành phố Lạng Sơn cho biết tại hiện trường, chủ nhà là ông Hoàng Văn Mai, 57 tuổi, trong tình trạng quần áo không đầy đủ, đã bị bắt quả tang. Vào ngày 2 tháng 10, ông Mai đã bị khởi tố bị can, tạm giam về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan điều tra, thì khoảng 17 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9, bé gái 3 tuổi đi chơi cùng với bố của mình. Khi gần về đến nhà, bố ngồi đánh cờ cùng với hàng xóm, bé đi về một mình. Khoảng 15 phút sau không thấy con về, gia đình đi tìm thì nghe tiếng khóc của bé ở nhà người hàng xóm có tên là Mai. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, người nhà leo tường vào thì thấy bé gái đang khóc trên giường. Ông Mai thừa nhận rằng thấy bé đi ngang qua nhà nên đã dụ vào phòng để giở trò đồi bại. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái kính chào.